Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn, shop có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu mình mới về được con Amply có model là Denon P mã 2035 mã R. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng. Series 2035 mã R tích hợp thêm cái mặt điều khiển. Máy mình về tình trạng line new, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo, bao gồm một cái sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin của đó. Cái khiển zin của nó có chức năng là tắt máy, mở máy, các bạn có thể tăng giảm volume nè, giảm volume nè. Và chức năng thứ ba là các bạn có thể sử dụng để chuyển ngõ nè, tuner nè, AUX1, AUX2, tép 2, tép 1, phono hiện tại đang kết nối ngõ CD. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng cho những đầu CD Denon. Rồi, cái khiển zin nó có model RC858 nha các bạn. Rồi, tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Volume nằm chính giữa, có một cái khứa đầy đủ tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, sụt direct, power arm direct nha các bạn. Dòng 2035 mã R mình về tình trạng là xinh đẹp xuất sắc, mặt rất vàng nha các bạn, đều màu. Không tì vết. Ở đây là nút nguồn, ở đây có mặt remote sensor, nút nhận khiển, lỗ tai phone. Nắp của nó nắp sơn zin, cũng không chảy xước, không cần móp luôn, rất đẹp. Nước sơn zin thì bạn xài xước mịn mỉ ha, đó, bạn nhìn rất đẹp. Rồi, tổng thể là các bạn nhìn tổng thể mặt sau nè, còn rất mới, rất bóng nè các bạn. Bao gồm nhận ngõ RCA phía trái, bao gồm đây các grid MMMC dành cho phono zin mâm để thang. Những ngõ RCA CD tuner AUX1, AUX2 nè. Tép 1, tép 2 là không có gì nữa, gắm rút rất là vàng. Điểm tím mát, dòng này có đường rìa ao, các bạn có thể gắn sub hoặc các bạn kết nối qua một Amply cục đẩy, thì khi đó Amply như một cái rề. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh BY, tức là các bạn ghép những dòng loa đời mới có hai cầu, cầu trên cầu dưới, thì phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin Denon P mã 2035 mã R, số series 0219, IC 100V và 275W, Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Dây nguồn zin và dây nguồn rời. Bên này có một IC OLED 360W, những CD giải mã lossy sử dụng điện 100V. Các bạn đưa vào đây chờ đỡ lòng thòng dây. Tổng thể mặt sau là các bạn nhìn rất bóng, rất mới, không một vết tì vết nha các bạn. Tất cả ngõ rời ra là bằng chóe luôn các bạn. Rồi, sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem. Nắp của nó ở trên nắp sơn zin, cũng không chảy xước, không cũng móp. Nắp sơn zin thì các bạn xài rất mịn bỉ nha các bạn, nó không bị sét hay bong chóc nha các bạn. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy hai biến áp nguồn sub air audio nằm trên một miếng đồng ha. Vàng. Rất là vàng luôn. Hai tụ lọc nguồn. Rất là to luôn nha các bạn. Sử dụng tụ nè. Mình quay cho các bạn xuống. Sử dụng hai tụ Elna 71V và 12.000 microfarad ha. Hai tụ đều giống nhau. Rất đẹp. Ngọc ngắt sườn sắc nè các bạn, trắng phao luôn. Hai tản giải nhiệt. Đèn mùng tương ứng bảo mạch công suất V phải. Trong khe các bạn nhìn thanh nhựa các bạn biết rất là mới luôn ha. Trong khe sẽ có hai sò, là chân sò đen đen và bảo mạch công suất V trái. Trong khe cũng có hai sò, tổng cộng máy chạy 4 sò MOSFET. Ở đây tích hợp thêm cái mạch là Ultra High Current MOS. MOS viết tắt là MOSFET, dòng này chạy sò MOSFET. Đây là mạch bán dẫn dòng cao của hãng Denon, nó chịu động rất tốt. Nên các bạn có thể dùng để nghe nhạc. Bên cạnh đó các bạn sử dụng Amply này như một cái power dùng để hát ok trong không gian gia đình, lực đánh rất tốt. Tăng phong phụ cung cấp nguồn cho phần rề, các bạn nhìn rất vàng, rất mới nè, cầu chì bảo vệ nguồn. Bo mạch công suất đầu ra. Bo mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn. Sườn sắc bên phải cũng trắng phao ha. Bo mạch phần rề cạnh đồ nguyên zin nguyên bản, không một tì vết nha các bạn, rất đẹp. Rồi sườn sắc bên trái tương ứng bo mạch công suất bên trái cũng còn như mới luôn các bạn. Cạnh đồ là nguyên zin nguyên bản, không một tì vết nha các bạn. Đó, dòng những dòng 2035 mã R hợp thêm cái mặt điều khiển này rất hiếm trên thị trường nha các bạn. Các bạn nào dùng để tắt máy, mở máy, tăng giảm volume, dành cho các những bạn nào lười di chuyển thì rất là tiện dụng nha các bạn.
Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Tăng volume nghe các bạn. Người ơi, bát này bạn. Rép nè bạn. Ba lăng phải. Trái. Cân bằng à. Red out sẽ đường thu. Rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là D5P mã 2035 mã R. Mình về tình trạng là lại new không tì vết. Rất là vàng luôn các bạn. Ít con nào về nó được vàng như vậy nha các bạn. Các bạn so sánh nè, cũng là hàng đấu giá về. Đó, con 2025 mã đó, và 2035 mã thì các bạn sẽ thấy con mình về là vàng rực luôn các bạn. Không có điểm chê. Máy bán ra bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin theo máy. Mình bán với giá rất tốt, chỉ là 17 triệu đồng mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship dành cho một con Omly 2035 mã R. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.